À, xin chào cả nhà nha, trở lại kênh của Tính Bonsai, chúc cả nhà vui vẻ. Thì hôm nay mình chia sẻ cho cô bác anh chị cái lô cúc thọ hương nè. À, cây gốc cũng đẹp đẹp xinh xinh, mình mới đun phân lên nè. Cây thần trầu rồi ha. Nói chung cây gốc là có quấn rễ hết nè, quấn đế hết. Thì gốc bằng ngón tay ha, à, ngón tay cái nha. À, liền cốt. À, cái bò ghép mà cái gốc nằm dưới đây này nha. Nè, cái màu cũng khác ha, là cái bò da màu khác. À, thì cái mặt bông đó nè cả nhà. Mặt bông cúc thọ hương. À, thì mình đây cũng có nhiều cái lô này nhiều cả nhà, mình mới dọn ở đây nè. À, nên là còn che cái lưới lan. À, cái ngày mai là mình bung ra. Nãy giờ đẩy đẩy lên xỉu luôn rồi, lấy cái tấm thiết này dừng lại chứ không phải nhà mình lực lượng ghê lắm. Nè. Nhà mình lực lượng nó phá nên là phải dừng. À, thì nụ thì cây nào cũng như cây nấy hết, thì bây giờ là mình đã kích nụ làm nụ chơi chơi Tết đó cả nhà. À, thì anh em đem về cái nhiệm vụ là thích thì sang chậu, không thích thôi, tại mình đôn phân rồi. À, mình mới đôn thôi ha, nè chất trồng cũ nè, chất trồng mới nè. Mới đôn phân. Thì anh em nào thích thì lấy về chơi ha. Cúc thọ hương 2,5 mùa, cây bằng ngón tay cái. À, tàn là từ gốc lên là 1 gang, 2 gang, hơn 2 gang nha cả nhà. À, thì anh em nào thích thì lấy về chơi ha. Thì cây một cốt tàn thông, có dặn kẽm từ nhỏ. À, thì nó giống giống nhau không nha cả nhà. Nè, để lại coi. Thì nụ nè. À, thì nụ cũng là ok. Nói chung là cây nào cũng nụ hết cả nhà. À, làm nụ chơi Tết nè, nên là cây nào cũng nụ hết. À, thì cô bác anh chị lặt lá là sau 15 ngày là trổ bông ha. Cứ lặt mà cỡ ngay 13, 14, 15 tháng chạp á, lặt là tới Tết là có bông. Còn anh em ở miền Bắc thì lặt sớm chút với do cái không khí lạnh ha. Cây nào mình lôi qua đây là cũng có nụ hết nha. Mà cái này, cái dòng này là nó mạnh lắm rồi. Cây này thì thần chậu trồng trong cái chậu 2 năm 2,5 năm. Nè, các anh chị nhìn nụ ha. Cây là từ 2 gang ăn lên. Cây nào cũng có nụ hết nha cả nhà. À, cô bác đem về chơi. À, sang qua cái chậu bự tí thôi, đừng có bự quá chất trồng nhiều quá mệt, khiêng nặng chứ không gì. Bao la hết ha, nụ nè, cây nào cũng nụ hết. Thì cô bác anh chị đem về là cây này là chơi để bàn là hết sảy rồi. À, rồi đặt qua cái chậu bự chút là ngon, hoặc là khỏi cần đặt cái chậu này, 1 năm sau chơi cũng được nữa, tại mới đôn phân dưới miếng. À, rồi nhấn vòng. À, là cây bây giờ khỏe. À, nụ rất nhiều, cây nào cũng nụ ha. Thì cái lô này là mình trồng trong cái sọt. Rồi nãy giờ là mấy anh em ở đây ngồi vô phân nè. Anh em thấy nụ ha. Cây là lực cây luôn á nha cả nhà. Bằng ngón tay cái này nha. Cao là 2 gang ăn lên đó. Đó. Cô bác anh chị về vô kẽm bẻ qua, bung qua cho nó tròn lại. À, bung ra là dặn qua dặn lại là đẹp. À, còn cái ngọn này á, khi mình vô kẽm mình có bẻ bẻ cong cong ha, thì cô bác anh chị theo cái nếp này à, cứ xoắn. À, xoắn vậy nè. À, là ok. Bông dữ dằn lắm. Thôi xin chào ha, chúc cả nhà vui vẻ.